Apple và Facebook đề nghị hỗ trợ nhân viên nữ đi đông lạnh trứng, tin từ Santa Monica. Apple và Facebook hiện đang đề nghị thanh toán chi phí để các nữ nhân viên đi đông lạnh trứng báo hiệu cho một cuộc đua về phúc lợi và quyền lợi để săn đón tài năng. Từ tháng Giêng sang năm, Apple sẽ chi trả tối đa là 20.000 Mỹ Kim cho các nữ nhân viên để tiến hành phẫu thuật lưu giữ trứng đông lạnh. Tuyên bố này đã thu hút được nhiều ý kiến trái chiều từ phía các nữ chuyên gia. Một số người cho rằng đây là một sự chọn lựa tốt vì giúp các nữ nhân viên giảm được áp lực từ chuyện sinh đẻ và có thể chọn lựa thời điểm khi đã sẵn sàng. Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng đây chỉ là một cách để các công ty khiến nhân viên đặt trọng tâm vào công việc nhiều hơn vào gia đình. Đông lạnh trứng là một phương pháp đắt tiền nhưng đang ngày càng một phổ biến hơn đối với phụ nữ. Phương pháp này cho phép họ có thể trì hoãn việc sinh con hoặc đề phòng những nguy cơ có thể gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản trong tương lai. Một cuộc phẫu thuật đông lạnh trứng thường có chi phí là 10.000 Mỹ Kim, cộng thêm phí lưu trữ là 500 Mỹ Kim một năm. Theo tiến sĩ John Chang, một chuyên gia về sinh sản tại một bệnh viện tư ở Santa Monica cho biết, thông báo nói trên không chỉ là tin vui đối với các phụ nữ muốn tận dụng cơ hội, mà nó còn mở ra cánh cửa cho một cuộc đối thoại quy mô lớn về quyền sinh sản của phụ nữ. Mới đây, Facebook cũng đã bắt đầu đưa chi phí đông lạnh trứng vào các khoản phí hỗ trợ, ngoài lý do y tế dành cho nhân viên. Họ là một trong những công ty lớn đầu tiên trong lĩnh vực công nghệ đưa ra quyết định này.